Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quy Thành. Và ngày hôm nay siêu xạ thủ Bê Quy Thành và xạ thủ ốc sẽ solo bắn súng sơn với nhau, hiểu không? Sao anh là siêu xạ thủ mà em chỉ là xạ thủ thôi? Vì anh bắn hay hơn em là cái chắc. Để xem, các bạn hãy nhớ ủng hộ cho mình bằng cách ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Mình sẽ chiến thắng Bê Quy Thành. Gáy gáy vào game để xem ai mới là người bắn súng sơn hay nhất nhá. Anh ra vào game cho ốc biết tay luôn các bạn. Rồi, vào game luôn ốc ạ. Ốc zone theo anh đi. Uầy, vào game mình đang ở trong một trận đấu. Mình sẽ vào chơi cùng mọi người luôn. Ở đây thì mình sẽ chọn sniper. Có súng ngắm bắn này. Ui. Từ từ đã, em bây giờ mới đang vào nè. Ôi trời ơi. Bây giờ em sẽ chọn súng 6 nòng. Let's go. Ôi giời, có một bạn đang đứng rình rình, anh bắn rụng luôn ốc ạ. Ghê. Ôi giời ơi, nó bắn đành bay gất gây con gạt tây các bạn ạ. Này thì xấy này. Bạn này. Ôi giời ơi, anh cũng bị xạ thủ bên kia bắn. Đấy, chúng ta sẽ cứ trực solo. Ôi cái ai đổ tung ấy, ông rồi. Ông cùng phe với anh à? Ai biết đâu ấy. Ốc cụt te cùng phe với anh các bạn ơi. À thế à. Ôi, nó sấy mạnh quá anh ạ. Em nhìn nó thôi nó sấy chết to em luôn. Ôi rồi. Thế là các bạn này đang đứng vị trí số 1, số 2, số 3 đấy ốc. Đúng rồi. Mình vừa vào trận nhưng mà nó cũng sắp hết trận rồi. Đấy, hy vọng là trận này mình sẽ cùng ốc hoặc là ốc đối đầu đi. Không phải cùng phe nữa, hiểu không? Xem phe của ai sẽ chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ chọn bản đồ. Anh chọn bản đồ nào? Bản đồ nào đi. Orange box. Sao mọi người thích chọn bản đồ này thế? Vẫn là bản đồ đấy à? Cho bản đồ xem đi. Có vẻ mọi người thích cái bản đồ bên này hơn các bạn ạ. Bây giờ thì anh sẽ chọn khẩu súng này đi. Súng 6 nòng luôn các bạn. Rồi, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Này, súng sơn chúng ta có thể bắn linh tinh đấy. Nó sẽ sơn đầy khắp nơi này các bạn. Ui, bạn kia bạn bắn súng ngắm anh. Đồ ăn hại. Không được rồi các bạn ơi. Bắn súng ngắm thì từ từ ốc cùng phe với anh không? Không, em có, anh spawn lại đi. Không phải cùng phe đâu cả. Thế là 1-1 à? Ờ. Thế mình bắn Bê Quy Thành như rồi. Mình nhìn thấy Bê Quy Thành chưa? Anh màu khác em mà. Rồi các bạn ơi. Ui, thế nào bắn mình ấy các bạn? Ui rồi, mình vừa hạ một bạn ở đây luôn. Ui, kì ai? Thế nào bắn đấy? Có đứa nó rình anh ở đây nó bắn luôn các bạn, cày đây à. Ông bắn được ai chưa? Em bắn được một đứa rồi. Thế hả? Hẳn một đứa luôn. Cày đây à. Anh chưa hiểu vì sao anh đã bị đai rồi các bạn ơi. Mình nhảy linh tinh là dễ. Ui, này bắn nhanh quá. Gì vậy? Tự nhiên thấy có đạn bay lên đây các bạn. Ảo thật đấy. Ui, súng xả đấy. Mẹ, con này có vị trí đứng bắn tốt quá các bạn ơi. Mình phải đi tìm được. Ui, xả đạn như mưa luôn các bạn ạ. Ui. Mang này chơi bắn súng ấy nó lợi hại hơn các bạn ạ. Bây giờ sao đổi súng được? Có đứa nó còn bắn súng lửa gì cơ. Từ từ đang đổi súng mà. Đây, bắn súng ngắm nó sẽ lợi hơn các bạn ơi. Đấy, thấy không? Đứng xa bắn một cái là đi luôn. Này thì đứng bắn với chúng cậu. Ui, đứa nào bắn em ấy? Ui. Ôi giời ơi. Cái tươi nhờ. Tí được các bạn. Ôi, bạn kia bạn thả cả drone ra luôn rồi. Hát ốc. Anh thấy không? Anh thấy không? Bắn tung bông ốc luôn. Bắn tôi nè. Ôi các bạn ơi, mình còn không biết vì sao mình chết luôn mà. Đúng rồi, đông mà. Đông quá. Rất là nguy hiểm luôn các bạn ạ. Sợ là bị bắn luôn. Ui giời ơi, bắn rồi xạ thủ bên Quốc Thành phản ứng quá nhanh luôn. Này thì đứng rình này. Đấy không, mình cố thủ đây. Ui giời, mình có thể làm phát hai mạng luôn. Đấy, mình phải vừa bắn vừa né các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, mình còn không ở trên bảng xếp hạng nữa luôn rồi. Tại vì mình quá phèn.
Có một bạn sắp chạy qua đây. Ui ôi, bắn bay luôn mà. Kinh quá. Ấy à, anh vừa xử đẹp mà. Ok à. À, cây đây à. Mình bắn. Gì đấy? Ôi, trời ơi, mình đang. Ui, mình đang trêu bạn này các bạn ơi. Súng bạn này lợi hại thế. Mình đang định nghịch nghịch. Ơ, cái gì ấy? Vừa đi ra đã bị chết rồi. Gì đây? Hiểu kiểu gì? Ốc. Bể bị thành. Ơi, vừa bắn được ốc thì có một đứa thằng nào bắn anh. À, anh bắn em à? Ờ, anh hạ gục em đó. Đó, cái gì đây? Ui, nhiều bạn thế. Bây giờ là mỗi người sẽ kiểu là sẽ ở một chỗ ấy các bạn. Này này. Ồ, đạt được cả mấy cái này luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình vừa bắn được một đứa thì đứa khác đã bắn mình rồi. Súng đặt súng này bắn giúp mình bắn này. Rồi ta. Ui giời, bắn quá xa luôn các bạn, headshot luôn. Được của nó đấy. Ồ, mình có thể nhìn thấy được rồi. Đây có một bạn sắp đến đây à. À. Nào, đứa nào đến đây gọi là anh thủ đây luôn các bạn. Ê, giờ có cái thằng này đứng chuyên đứng ở đây là bắn chứ cay thế nhở. À, ốc kìa, anh thấy ốc à. Ui, ốc vừa bị bắn vỡ đầu. Anh thấy ốc vừa bị bắn vỡ đầu các bạn. Thôi, mình đứng ở đây lâu quá các bạn ạ. Ôi, tôi không hiểu sao luôn. Ôi, còn là bắn. Nguy hiểm quá các bạn ạ. Ui sợ mình có thành bắn quá nét luôn các bạn. Một phát đi luôn. Ui dồi, cái gì nổ tung vậy. Đạn bắn đấy các bạn ơi. Nguy hiểm thật. Ui dồi, nó lại bắn mình rồi. Ui dồi, bắn chột cả mắt ra mới trúng được nó các bạn ơi. Mình thành có 19 người. Anh chưa top 1 được đâu. 20 người rồi. Rồi núp hộ. Amazing, good job em. Mình là top 4 các bạn ơi. Rồi, chạy hộ. Ôi. Đứng trên cao thì ngắm bắn gọi là có lợi hơn nữa các bạn ơi. Đúng. Anh có súng ngắn à? Súng ngắn mà làm nào đổi được súng ấy. Ấn vào menu. Hết trận mới đổi được à? Không, bấm vào menu ấy. Có đứa nó bắn lên đây các bạn ơi. Này, ngó đầu ra nè. À, mình cứ đứng cầm súng ngắn, ngắm ở đây mình bắn. Chạy ra là đông lắm, không biết bắn ở đâu luôn. 50 giây nó hết trận rồi. Ôi giời ơi. Mình đúng đến đây để chúng nó cho chúng nó bắn đấy các bạn ạ. Ốc vừa thấy nằm vật ở kia các bạn ơi. Mấy ai đặt phát súng ở đây luôn ạ. Quá nguy hiểm các bạn. Ui. Nào đặt súng ra đấy cố thủ à. Ra bắn thẳng súng của anh ạ. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Rồi xong hết giờ rồi các bạn ơi, còn 10 giây nữa. Này solo B Quý Thành à. Ôi ôi, có cái thằng nào đặt súng ở dưới đây à? Anh chích queo luôn các bạn ạ. Rồi hết trận đấu. Ồ, ba bạn này top 1 nhưng dù sao B Quý Thành cũng gọi là top 4 rồi các bạn ạ. Rất là mạnh luôn. Còn mấy bạn này bắn 2, mấy bạn này bắn, ui bạn này bắn 93 mạng hả? Em top bao nhiêu nhỉ? Em bạn 93 mạng, em phải cống hiến cho bạn này 10 mạng. Really? Ok, bây giờ chọn map khác đi. Ok. Đấy, mình sẽ chơi thêm lượt này các bạn. Lần này mình sẽ sử dụng súng khác. Bắn súng ngắm có vẻ dễ hơn. Chúng ta cứ đứng từ xa bắn vào đối thủ, nó ngất ngây gần gạt tây luôn. Đấy, bây giờ là chọn súng này đi. Bắt đầu. Súng sơn. Không biết. Bây giờ mình sẽ vừa chạy vừa bắn nha các bạn. Sẽ khó hơn đấy. Vì địch nhiều mà. Không biết chỗ nào luôn. Rồi. Đấy, anh vừa thấy một bạn. Rồi xong, nó bắn được em luôn mà. Ôi ôi, kinh vậy. Vừa thò mặt ra trúng đạn luôn các bạn ạ. Toàn súng, toàn thật rồi bố em. Nào đùa với tôi à. Đây, mình súng sơn mà đúng không. Mình phải xả đạn liên tục các bạn ạ. Ôi dồi ôi, bị nó bắn tung đầu luôn các bạn ơi. Cái gì đấy, vừa ra có thằng vào dí rồi. Cái thằng tóc vàng này nó dí kinh quá các bạn ơi. Đâu đó có khẩu súng vàng lợi hại quá.
Ui, các cao thủ này gọi là cao thủ kinh quá ông ơi, bắn anh lăn lông lốc lên đứng ốc luôn. Rồi một đứa đang đứng ở bờ sông bị anh bắn cho rơi xuống sông luôn ốc ạ. Nhưng mà bây giờ em còn đang... Ô cái gì ấy? Ô lại là cái thằng này nó xả đạn anh các bạn ơi. Nó móc không mình không biết nó ở đâu các bạn ạ. Có bạn đánh bắn giỏi lắm, bạn ấy bắn giỏi lắm, bạn 93 ấy. Bạn ấy bắn giỏi quá. Ôi thế mà không trúng các bạn. Sao mày ngu thế hả? Súng này sao mua được? Đâu sao không sao ơi. Ôi ôi. Ủa cái gì đây? Ô đằng sau lại có một đứa nữa. Nói chung là chúng ta chơi ở cái map này rất là khó các bạn ạ. Chưa kịp ngắm bắn xong mà đã bắn mình xong rồi các bạn. Úi dồi, đấy thấy không? Ông bắn này à? Đúng rồi. À, các bạn ơi, cày thế giờ. Ui, thằng này bắn giỏi quá. Kinh lắm các bạn ơi, mình đi một vòng mình... Nào đùa với tôi à? Đùa cái gì đấy? Ui giời ơi, các bạn đã biết thế mình xả súng trước. Rồi xong, nó cũng hy sinh luôn. Rồi xong. Đấy, súng sơn các bạn. Ô cái gì ấy? Thế mà còn hụt các bạn ạ. Đùa, chết nhăn răng luôn. Ui giời, cái khẩu súng nó đặt ra khó chịu quá các bạn ơi. Ừ, nó đặt được súng. Bắn giỏi đi. Úi dồi, nó dùng súng ngắm mình. Đứng bắn không lại các bạn ạ. Này thì trèo lên trên nè. Ô, gì đấy? Má. Úi dồi, bạn này vừa spawn anh bắn nó rụng sung luôn đó rồi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Trời ơi. Ô, cái gì đấy? Nhảy phát nó bắn vào đầu mình luôn, nó nhìn thấy mình rồi. Đúng, đúng. Ơ. À, mình trả thù các bạn. Thằng này nó không có súng luôn ấy, nó đặt súng tự động à. Trời ơi. Nào, xả súng đi thiên luôn các bạn ạ. Ôi hồ ôi, lại có một đứa chạy ra đây. Kiểu mình không kịp nhìn đấy các bạn. Khu này khá là rộng. Ôi dồi, mình cha con chả biết là ai bắn mình luôn. Ôi dồi ôi. Nào, đùa với tôi. Mình sơn được đầy tường rồi. À ốc, ốc, ốc. Thấy không? Gì vậy trời? Đấy, đi từ trong tường ra là ốc làm sao mà biết được. Quá chuẩn luôn. Bạn này đang bắn thằng kia. Úi dồi, mình chạy giữa hai đứa luôn. Ui. Bắn mình kinh thật. Bắn mình lăn lông lốc luôn. Cái gì đây? Cái gì nổ đây? Thằng này bắn mình các bạn ạ. Mình đang... Rồi xong. Ô, thò đầu ra là à, thằng này nó móc đằng sau các bạn ơi. Cái gì vậy? What the hell? Ô, đứng đi ơi. Ôi giời ơi các bạn ơi. Toàn rồi, bên Quý Thành đang được 13 kill. Rồi đứng hình rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, đang chơi thì máy tính bị lag sập nguồn luôn các bạn ạ. Vậy ông giết được bao nhiêu đứa? Ba. Úi dồi ôi, giết cả trận từ đây giờ được 3 đứa, 2 trận. Anh giết được một đống mà phải đến 30-40 đứa rồi các bạn ạ. À. Bên Thành bắn mình 2 lần, bên mình bắn lại bên Thành 1 lần. Ờ, nói chung là các bạn có thể vào game này để chơi bắn nhau, nó một cái game rất là vui luôn. Chúng ta sẽ không phải bắn súng thật mà bắn súng sơn. Nếu người nào bị trúng sơn vào người, người đấy sẽ hy sinh. Đúng rồi. Đấy, rồi bây giờ chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Và nếu các bạn thích video thì đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh và có tự game gì hay thì các bạn đừng quên bấm nút like nhá. Yeah. Ông giết anh một lần, anh giết ông 2-3 lần cơ các bạn ạ. Thế là anh thắng rồi đúng không? Bye bye.